Xin chào mọi người, mình đang đứng ở đồi chè bên cạnh miệng núi lửa Tangkuban Perahu ở Bandung. Như các bạn đã thấy đây là một đồi chè rất là xanh ngát, đồ chè bảo lộc rất là nhiều. Tụi mình đứng ở đây cảm thấy rất là vui và lúc mà vào cổng thì mình đã có mua 3 hộp dâu của mấy cái chú dưới kia. Chú rất là dễ thương. Sau đây mình sẽ review và ăn thử xem là những cái dâu này nó có ngon không nhé. Đây, như các bạn đã thấy, đây là một cái hộp dâu tằm màu đen. Thứ hai là hộp dâu tây strawberry. Và cuối cùng là một cái loại dâu mà tụi mình thấy rất là lạ, mà mấy chú nói lớn lớn là raspberry. Nó như thế này, bạn thấy đó, nhìn nó lạ chưa? Và bây giờ mình sẽ bóc thử coi mình nếm vị của nó từng hộp nó như thế nào. Rồi, cắt. À, các bạn thấy không? Nhìn rất là căng mọng luôn. Mấy chú là hôm nào cũng phải cắt như này để giữ được độ tươi của dâu. Mình sẽ thử ăn nha. Rồi. Trời ơi, rất là ngọt luôn nha các bạn. Ngọt ơi là ngọt luôn. Rất ngọt. Các bạn thấy được ngọt của nó không? Chuyển. Ngọt à. Nhất. Raspberry nha các bạn. Đẹp chưa? Đều tăm tắp luôn. Lúc nãy chú có cho mình ăn thử. Bóp này đó. Bạn thấy không? Nó rỗng bên trong các bạn, nên là bóp vô nó bị xốp xốp á. Bây giờ mình ăn coi. Siêu ngọt luôn. Quá ngon. Đầu tiên mình ăn được trái này.